Xin chào quý vị, bây giờ là buổi sáng sớm của ngày 1 tháng 3 2017. Và tôi đang đi trên đường đại lộ Võ Văn Kiệt hướng về Cầu Móng. Và đây là cái di tích được công nhận cấp thành phố Sài Gòn là di tích kiến trúc nghệ thuật năm 2014 quý vị. Và mời quý vị theo tôi đến xem Cầu Móng rồi bây giờ nó thay đổi như thế nào nhé. Đây Cầu Móng gì ha. Đây toàn bộ cái thân cầu phía dưới nhìn là cái gì? Đó, bằng sắt vẫn còn giữ như xưa ha. Rồi mời quý vị theo tôi lên cái cầu anh xem. Cầu Móng này là nối liền giữa bờ quận 1 và bờ quận 4 nha quý vị. Chị thấy tòa nhà cao nhất Sài Gòn đó, có cái sân đổ trực thăng ở trên. Đó, vậy thấy đẹp không? Và nhìn xuống đây thấy toàn cảnh của ngân hàng nhà nước Việt Nam ở phía nam nữa gì. Đó. Và kiến trúc ngân hàng này hình mô phỏng Angkor ở Siem Reap, Campuchia. Vì ngày xưa người Pháp thời thuộc địa Việt Campuchia, Lào, họ gom lại thành liên bang Đông Dương thuộc Pháp Indochina. Và Sài Gòn được coi là trung tâm tài chính của liên bang Đông Dương. Và xây dựng ngân hàng là một trong những việc làm đầu tiên của chính quyền toàn quyền lúc bấy giờ. Và chọn cái mô típ trang trí kiểu Angkor, nó thể hiện cái đế chế rất hùng mạnh của Đông Dương thời xưa vậy. Và đế chế Angkor thì theo Ấn Độ giáo và thờ rắn thần Naga, quý vị thấy trên mấy cái đầu hồi đó. Và những cái họa tiết đài sen của bà La Môn giáo trước đó. Đây là những vị thần trong truyền thuyết văn minh Ấn Độ rất là linh thiêng, phù hộ độ trì cho vương quốc, để giữ châu báu, tiền của vàng bạc cái gì. Nên mình nghĩ là người Pháp đã chọn cái kiến trúc Angkor để xây ngân hàng để giữ tiền. Và ngày nay nó vẫn được dùng để làm ngân hàng này quý vị. Và cạnh đây là ngân hàng ngoại thương Vietcombank và công ty Việt Thắng. Và nhìn xa bên kia đó là cái sở giao dịch chứng khoán thành phố đó quý vị. Ở giữa màn hình cái tòa nhà mà sơn màu trắng đó, hôm rồi tổng thống Bush con đó đến thăm Sài Gòn có đến đây để đánh chiêng, chính thức tham quan cái sàn chứng khoán đầu tiên ở Việt Nam. Và sau đó thì có khai trương một sàn ở Hà Nội quý vị. Quý vị có thể lên mạng để theo dõi thị trường chứng khoán Việt Nam cập nhật hàng ngày nha, VN Index đó. Rồi đây là kinh Tàu Hủ là cái gì. Và hiện nay đang có dự án xây cầu Móng mới nè. Tuy nhiên Sài Gòn cũng ráng bảo tồn cái cầu cũ này, cái trình di tích lịch sử một thời quý vị ha. Cầu Móng nối liền bờ quận 1 và quận 4 Sài Gòn, trực chỉ ngay ngân hàng luôn. Rồi mời quý vị theo tôi đi lên cầu nhìn xem nha. Và đây nhìn xuống thấy được dòng kinh tẻ là cái gì. Hiện nay nước thủy triều đang lên. Thì xin lỗi, đang xuống cái gì, tôi thấy lục bình nó trôi ra. Xa kia là cầu Khánh Hội đó, qua bên quận 4 đó là đường Trịnh Minh Thế, bây giờ là đường Nguyễn Tất Thành cái gì. Góc đó là bến Nhà Rồng đó, cái gì thấy không.
cái tòa nhà mà sơn màu ngói đỏ đó. Rồi, và góc bên trái đây là quận 1, là văn phòng làm việc của đường hầm Thủ Thiêm. Vậy phía dưới cầu móng, phía dưới cái tòa nhà này là đường hầm Thủ Thiêm nha quý vị. Nó gồm có hai ống, ống đi ra và ống đi vào quận 1 và quận 2 đó. Ở trên mình thấy rất là bình thường đúng không? Đó, và dưới là thấy công viên sáng người ta tập thể dục. Đó, rất là đẹp. Đó, vì thấy tòa nhà cao nhất Sài Gòn như cái hình hoa sen đó gì. Một cái đài lên với một cái lá nó chĩa ra đó. Thì đây là sân đổ trực thăng và trên đó có cà phê ở tầng 49-50 đó, để ngắm toàn cảnh Sài Gòn. Đó, và thẳng bên đây đó là đường Baxter đó quý vị. Đó, cầu móng ha. Đây tôi quay toàn cảnh quý vị xem. Đó, quý vị thấy đại lộ Võ Văn Kiệt không? Đó, đây những cái đèn cổ này vẫn còn là gì? Và người ta cấm tắm sông. Giờ sông này ai dám tắm cái gì ha? Ờ, nhìn xuống ô nhiễm nè. Ồ, bây giờ nước đang ròng nữa gì, đang chảy ra nè. Ờ, gì thấy lục bình không? Đó, và quý vị thấy đại lộ Võ Văn Kiệt. Bên kia quý vị thấy phía trước có cây cầu, đó là cầu Móng á. Ê, xin lỗi, cầu Ca Mét. À, và đây là những cái Sài Gòn Royal, cái dự án căn hộ bên quận 4 nè quý vị. Rồi, bên kia là toàn cảnh quận 4 nha quý vị. Đây, có một cặp đang chụp hình. Đó, tôi đi qua bờ quận 4 cho quý vị xem nha. À, cặp này đang chụp hình. Vậy là ngày xưa đi bộ quận 4 qua quận nhất là đi cầu Móng cái gì ha. À, đi thẳng quận 4 là qua quận nhất là ngay ngân hàng luôn. Đó, đây là bên bờ quận 4 nha quý vị, nhìn qua nè. Đây quý vị thấy có cái cầu phao dành cho tàu bè lên xuống á. À, cái thuận nắng đẹp quý vị ha. Ngôi nhà này 40 tầng, ngôi nhà kia là 68 tầng nè. Đó, nhìn vô quận 1, đây cầu Móng nè. Đó, đẹp hả quý vị ha. Rồi, tôi đi xuống ở bên quận 4 cho quý vị xem đường quận 4 nha. Đây, đường này là đường Bến Vân Đồn nha quý vị. Đây, cầu Móng nhìn xuống Bến Vân Đồn quận 4 nè quý vị. Thẳng vô Hoàng Diệu qua cầu Ca Mét á. Đây là đường Nguyễn Trường Tộ. Đây, thấy người ta chờ đèn đỏ không? Đây toàn cảnh quận 4 nha quý vị. Đó, Bến Vân Đồn có cà phê Metropol Studio, cà phê tòa nhà cổ nè quý vị. Đó, đây bác tập thể dục nè. Đó, chở gì xem cầu Móng phía dưới chân cầu nhìn lên nè. Đẹp không? Wow. Đó, quý vị nào hoài cổ ha. Và những cái thanh sắt này vẫn còn giữ như nguyên á chị, người ta chỉ cần sơn lại thôi. Đây, tôi chạm với gì xem nè. Đó, dù lịch sử thay đổi, thời gian trôi qua quý vị, nhưng mà di tích nó vẫn còn đó ha. Chỉ coi đỡ nhớ Sài Gòn nha. Rác hả? Dạ không, quay cây cầu cho mấy bà con Việt Kiều á, coi đỡ nhớ Sài Gòn.
để đó mình đăng tải bản anh. Dạ, lên YouTube á anh. Nãy giờ trúng con nào chưa? Chưa, mới lại câu chơi. Chơi. À. Nước nước đang xuống ăn. Ờ, nước đang xuống. Đây dắt cá trê anh hả? Cá trê mà. Cá gì đâu chắc. Đâu giải trí chơi. Đúng rồi, đây có đó, anh câu cá. Phải câu vui. Dạ. Lâu lâu lắm à. Dạ. Giữ nguyên xưa luôn ha. Kiểu bắt ốc kiểu này nè. Để giữ luôn cho nó sơn lại mà. Ờ. Chứ nó sơn lại. Anh rồi bên đây xây cây mới hả? Nó làm năm 31 nó chống ngập á anh. À, làm cái cống á hả? Làm cái đập á hả? Chống ngập á, nước nó chiều lên cao nó chặn lại. À, triều cường á đúng không? Triều cường cao lên nó chặn lại đó. À. Nó làm đây cái với nó làm ở Tân Thuận cái nữa. Ờ. Làm lớn gấp mấy lần này luôn á. À, đây là cống đập chứ không phải cây cầu cái gì, nãy tôi nói lộn á. Chặn cầu nước kia sao nó không được, nó thối sao. Ờ. Đã xử lý nước sạch sẽ rồi còn vậy nữa. Ờ. Nó làm tóc chặn nước cái chiều mà. Dạ. Ờ, gì thấy rất là đẹp. Rồi, cảm ơn anh, em đi nha. Dạ. Rồi, nhìn thấy cái cầu móng ha, phía dưới nè. Đó, đây là bến Vân Đồn nha quý vị. Quận 4. Rồi, mời quý vị ngồi ghế đá công viên với tôi nha. Đây chỗ này dành cho quý vị nè. Sa cơm băng tài trợ gì ha. À, mấy bữa nay lùm xùm vụ cha con chầm bê phải rời sa cơm băng đó gì nghe không. À, đây chỗ này quý vị ngồi ha. Và tập thể dục sáng xong rồi uống ly cà phê điếu thuốc. Ngắm qua quận 1, khu ngân hàng. Ngắm cầu móng. Một thời Sài Gòn Hòn Ngọc Viễn Đông hiện về quý vị ha. Đó, kinh Tàu Hủ. Và nhớ lại những thời trai trẻ của quý vị thanh niên đi chơi qua quận 4 bến Vân Đồn nè. Đó, hy vọng qua những cái đoạn clip này quý vị đỡ nhớ nhà. Ok quý vị, thank you ha. Ngày mới tốt lành nha quý vị. See you. Cầu móng Sài Gòn.